nhà khảo cổ vừa tìm thấy một chiếc thuyền chìm được coi là xưa nhất thế giới dưới lòng biển Black Sea hơn 2.000 năm nay. Bản tin của tờ Guardian nói rằng chiếc thuyền dài 23 mét có nguồn gốc Hy Lạp và được tìm thấy hầu như nguyên vẹn ở độ sâu 1 dặm dưới mặt nước. Chiếc thuyền này được coi là loại chở hàng hóa buôn bán có tên là Sarin Vase, hiện được giữ trong bảo tàng viện ở Anh. Tòa án khảo cổ dự định là sẽ để nguyên chiếc thuyền này lại vị trí tìm thấy và chỉ lấy lên một mảnh nhỏ để thử nghiệm nhằm xác định độ tuổi.